Nhà Trắng bật đèn xanh, Ukraine chính thức bắn thẳng siêu tên lửa của Mỹ vào lãnh thổ Nga. Hàng trăm người dân Berlin biểu tình dâm rộ phản đối viện trợ Ukraine và chống Nga. Một số tân binh Ukraine chưa được chuẩn bị tốt khi ra tiền tuyến. Nhà lãnh đạo Ukraine tới Shangri-La vận động hành lang cho hội nghị hòa bình. Mối đe dọa hâu thi khiến phương Tây tìm đến tuyến hàng hải phương Bắc của Nga. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga và các blogger quân sự Nga đưa tin rằng Ukraine đã kích hoạt hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Phóng viên chiến trường Nga kiêm truyền thông viên của Điện Kremlin, Yevgeny Popdubny cho biết trên kênh tin nhắn Telegram kèm theo đăng tải một số bức ảnh đối phương đã bắt đầu sử dụng các hệ thống vũ khí do phương Tây sản xuất để tấn công lãnh thổ của Nga. Đây là những mảnh đạn pháo M142 HIMARS MLRS. Lực lượng phòng không của quân đội Nga đã phá hủy hơn 10 tên lửa trên bầu trời vùng Belgorod. Tuần trước, Mỹ đã cho phép trong giới hạn đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga sau nhiều lần trì hoãn do lo ngại căng thẳng gia tăng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận cho Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga khi các mục tiêu này tấn công thành phố Kharkov của Ukraine. Tuy nhiên, ông Blinken không nói cụ thể liệu sự chấp thuận này của Mỹ có bao gồm việc để Ukraine tấn công các thành phố hay các mục tiêu khác nằm sâu hơn bên trong lãnh thổ Nga hay không. Tình hình chiến trường hiện nay cho thấy bước tiến của Nga tạo nên mối đe dọa nghiêm trọng đối với Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, chỉ cách biên giới 30 km. Trên thực tế, với tầm bắn lên đến 70 km. Các bệ phóng tên lửa đa nòng như HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine vẫn có thể làm gián đoạn đáng kể hoạt động hậu cần và chuyển quân của Nga, từ đó làm chậm các kế hoạch tấn công. Vào đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang tập hợp lực lượng ở khu vực chỉ cách Kharkov 90 km để chuẩn bị một cuộc tấn công khác. Viện nghiên cứu chiến tranh dựa vào ảnh vệ tinh cho biết Nga đang tăng cường hoạt động ở các nhà kho gần biên giới Việc tấn công những cơ sở như vậy có thể giúp Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công mới ở khu vực. Tuy nhiên, bước đi của phương Tây khó có thể giúp bảo vệ Ukraine khỏi bom lượn của Nga, được gọi là KAB. Loại bom này có sức tàn phá lớn, thường được sử dụng để thả xuống Kharkov và các thị trấn biên giới khác. Để ngăn chặn những cuộc tấn công như vậy, Ukraine phải bắn đội máy bay thả bom KAB. Khi được hỏi về thay đổi trong chính sách của Mỹ, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Moscow không coi đó là thay đổi đáng kể về nguyên trạng. Ông Peskov nói, ai cũng biết rằng nhìn chung, vũ khí của Mỹ đã được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Điều đó đủ để chúng tôi biết và là bằng chứng rất hùng hồn về mức độ tham gia của Mỹ và cuộc xung đột này. Hàng trăm người đã biểu tình tuần hành ở thủ đô Berlin của Đức để yêu cầu chính phủ Đức ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine cũng như ngừng các luận điệu chống Nga. Cuộc biểu tình diễn ra sau khi chính phủ Đức ủng hộ việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đoạn video ghi lại cuộc tuần hành cho thấy những người biểu tình đã giăng các biểu ngữ có nội dung như ngăn chặn xung đột và phát ngôn thù địch chống lại Nga, ngăn chặn bài Nga trong chính trị và truyền thông. Một người biểu tình tên Jock nói rằng, quyết định của chính phủ Đức sẽ khiến Berlin trở thành đối tác trong cuộc xung đột này, tạo ra một tình huống rất nguy hiểm cho nước Đức, cho người Đức và phần còn lại của thế giới. Trong khi đó, một người biểu tình khác kêu gọi chính quyền Berlin làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng không nhất thiết phải có nền kinh tế xung đột và không có xung đột trên bộ nào xảy ra. Trong khi đó, hàng trăm người đã tập trung tại quảng trường trung tâm ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc để biểu tình kêu gọi hòa bình và yêu cầu chấm dứt giao tranh ở Ukraine. Những người biểu tình mang biểu ngữ yêu cầu chấm dứt giao tranh ở Ukraine. Trong số những người tham gia biểu tình có cựu Thủ tướng Séc Parobek và cựu chính trị gia Slovakia Kanovsky. Trước đó, tại Séc cũng đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn của người dân phản đối thỏa thuận xanh của Liên minh châu Âu EU, cho rằng thỏa thuận này tạo gánh nặng cho nông dân, khiến sản phẩm nông nghiệp trở nên đắt đỏ hơn và mất tính cạnh tranh. Người biểu tình đã yêu cầu Séc rút khỏi thỏa thuận xanh và ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine với lập luận đây không phải là cuộc xung đột của chúng ta. Cuộc biểu tình lần này diễn ra trong bối cảnh Séc là một trong những quốc gia hỗ trợ lớn đối với Ukraine thông qua sáng kiến đạn dược Hiện Czech đang tích cực vận động để các nước tham gia nhiều hơn vào sáng kiến này. Giới chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc biểu tình của người dân Czech là cuộc sống của người dân ngày càng khó khăn do tác động ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng như các chính sách ủng hộ viện trợ vũ khí cho Ukraine của chính quyền hiện nay. Việc chính phủ của Thủ tướng Fiala tiếp tục các hoạt động ủng hộ đạn dược cho Ukraine có thể sẽ khiến tình hình xã hội Czech diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Các cuộc giao tranh liên tục giữa Nga và Ukraine tại vùng Kharkov đã phá hủy hơn một nửa công trình tại thành phố Vodchansk. Theo Pravda, vừa qua cơ quan cảnh sát quốc gia Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại khung cảnh ở thành phố Vodchansk, điểm nóng trong các cuộc giao tranh ở vùng Kharkov. Trong đoạn video được các thành viên của lữ đoàn Liut quay lại, có thể thấy rõ khói bốc lên từ mọi khu vực trong thành phố. Bên cạnh đó, rất nhiều công trình và cơ sở hạ tầng cũng không còn nguyên vẹn vì các cuộc đụng độ giữa binh sĩ Ukraine và Nga. Theo kênh Ostatsko đưa tin, theo hướng Kharkov, quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine. Nhà báo quân sự Yuri Podolyaka cho biết, trên hướng Kharkov ở Volchansk và Lipsi, Nga đẩy lùi các nỗ lực phản công của lực lượng Kiev. Ukraine cố gắng làm điều gì đó, nhưng phần lớn đều nhận tổn thất. Pháo bình Nga bắn rất chính xác. Theo chuyên gia này, tình hình đã thay đổi rất nhiều trong năm qua. Một năm trước, lực lượng Kiev đã có cơ hội thực sự. Bây giờ, nếu họ thành công về mặt chiến thuật, thì đây là mức tối đa họ có thể làm được. Dựa trên ngày đầu tiên, có vẻ như họ thậm chí còn không đủ sức để đánh bật quân đội Nga ra khỏi phần phía bắc của Volchansk. Chuyên gia Podolia ca lưu ý, nhưng họ đang đốt nguồn quân dự bị ở đây, và thật tệ, nguồn dự bị là thứ tốt nhất mà họ còn lại. Điều này sẽ quay trở lại ám ảnh họ. Ở diễn biến khác, AFP dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các lực lượng Nga đã kiểm soát Umanskoye, một ngôi làng nhỏ thuộc Donetsk, nằm ở miền đông Ukraine. Làng Umanskoye cách 25 km về hướng tây bắc Donetsk thành phố chính của vùng này vốn do Nga kiểm soát. Thời gian qua, Nga đã tiếp tục các nỗ lực kiểm soát thêm lãnh thổ dọc tiền tuyến ở miền đông và nam Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belushov khẳng định nước này đã có bước tiến trên toàn bộ các hướng chiến thuật. Tính riêng từ đầu năm, theo ông Belushov, các lực lượng Nga đã tiến thêm 880 km vuông. Khi xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ ba, Nga đã liên tục báo cáo thắng lợi ở miền đông và nam Ukraine, đồng thời mở mặt trận mới tại Kharkov thuộc miền đông Bắc. Tình hình này phản ánh sự thiếu hụt về đạn dược và nhân sự của Ukraine, đặc biệt sau thời gian dài phải tuân thủ cam kết không sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Cam kết này đồng nghĩa Ukraine chỉ có thể dùng hệ thống phòng không đáp trả tên lửa Nga, không thể trực tiếp đánh phủ đầu tại các khu vực quân sự của Nga gần biên giới như ở Belgorod. Chuyện có vẻ đã thay đổi trong thời gian gần đây. Giữa lúc Ukraine ghi nhận chiến dịch đổ bộ của Nga ở Kharkov, một số ý kiến từ phương Tây đã phát tín hiệu bật đèn xanh để Ukraine tấn công mục tiêu quân sự trên đất Nga. Trong bối cảnh lực lượng Nga tiến quân từ biên giới vào Kharkov, mặc dù Kiev dồn lực lượng dự bị tới mặt trận mới mở, song không thể giữ vững phòng tuyến. Chính quyền Kiev cáo buộc các đơn vị địa phương của lực lượng vũ trang Ukraine không hoàn thành nhiệm vụ. Trong một tuyên bố gần đây, SBI cho hay do tầm quan trọng của vấn đề này, các nhà điều tra giỏi nhất và lãnh đạo SBI sẽ tham gia vào cuộc điều tra và làm việc chặt chẽ với các đơn vị chức năng của SBU. SBU là cơ quan an ninh nhà nước Ukraine, chỉ huy một đơn vị trinh sát Ukraine, Klan Denis Jaroslavsky bày tỏ nghi ngờ trong cuộc phỏng vấn với Kiev 24 rằng trong quá trình tấn công xuyên biên giới quốc gia, đối phương dường như đã biết hướng nào không có bãi mìn. Sĩ quan này nói thêm, tôi đã tận mắt chứng kiến quân đội Nga vượt qua biên giới của chúng tôi vào ngày 10 tháng 5. Tôi chứng kiến họ lái xe qua hàng rào thép gai, không một chiếc ô tô hay người nào dẫm phải mìn. Tôi có hai câu hỏi. Thứ nhất, phải chăng không có bãi mìn nào được bố trí? Thứ hai, liệu họ đã biết nơi nào không có bãi mìn và cơ quan an ninh phải trả lời câu hỏi đó? Quân đội Ukraine cho biết họ không thể nói gì về tuyến phòng thủ đầu tiên ở phía bắc khu vực Kharkov vì hiện tại tuyến này đã thất thủ. Trước đó, giới chức Ukraine điều tra các đơn vị bị nghi bất cần khi phòng thủ tại Kharkov và để Nga kiểm soát nhiều khu dân cư ở tỉnh trong chiến dịch từ giữa tháng 5. Cục điều tra nhà nước Ukraine Viết tắt là DBR đã phát hiện lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 125, lữ đoàn cơ giới số 23, tiểu đoàn bộ binh độc lập số 172 và 415 cùng nhiều đơn vị khác không tổ chức phòng thủ hợp lý tại vùng biên giới tỉnh Kharkov do thái độ bất cẩn khi thực hiện nhiệm vụ quân sự. DBR cho biết các đơn vị Ukraine chịu trách nhiệm phòng thủ để mất vị trí, thiết bị quân sự và tổn hại sinh mạng binh sĩ trong các đợt tiến công của Nga trong chiến dịch Kharkov. Ngoài ra, binh sĩ Ukraine còn bỏ rơi nhiều vị trí phòng thủ tại tỉnh Kharkov. Cuộc điều tra sẽ nhằm vào 28 chỉ huy và phó chỉ huy lữ đoàn cùng quan chức quốc phòng, xác định xem liệu hành động của họ có dẫn đến việc Ukraine để mất nhiều khu dân cư vào tay lực lượng Nga hay không. Giới chức Ukraine chưa công bố hình phạt có thể áp dụng nếu những người nói trên bị kết tội. Chỉ huy cơ quan tình báo của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, sau nhiều thập kỷ về sự hỗn loạn, hiện có nhiều người thân Nga ở Ukraine đang luôn lách ngụy trang trong các cơ quan trọng yếu của Ukraine. Kharkov không phải là một mặt trận hỗn chiến vì lực lượng Moscow lúc này đã có khả năng mở thêm các mũi tấn công mới. Những tổn thất liên tiếp của lực lượng Kiev ở Volchansk và Lipsy trên hai hướng tiến công chính của quân đội Nga khiến quân đội Ukraine chịu áp lực từ dư luận trong và ngoài nước. Do đó, họ phải tìm ra người chịu trách nhiệm cho sự cố này. Nhà chức trách Ukraine cho biết đập thủy điện lớn nhất của nước này, nhà máy thủy điện Dnipro HPP đang trong tình trạng nguy cấp sau khi Nga tiến hành các cuộc tấn công. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Zaporizhia Ivan Fedorov nói với truyền thông Ukraine rằng đập Dnipro không thể tiếp tục sản xuất điện nữa sau khi bị tập kích bằng tên lửa. Ông Fedorov còn cho biết giao thông xung quanh đập Dnipro hoàn toàn bị tắc nghẽn, người dân buộc phải đi đường vòng nếu muốn qua sông Dnipro. Bộ Năng lượng Ukraine cũng đưa ra cảnh báo thiếu điện trên khắp nước này khi nhiều cơ sở năng lượng bị hư hại nặng nề sau các cuộc tấn công của Nga. Bộ này cho biết việc cắt điện luân phiên đã được thực hiện ở một số khu vực của Ukraine. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết các cơ sở điện lớn ở khu vực Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kirovorad và ivano frankivsk đều bị tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đang tấn công khu phức hợp công nghiệp quân sự và các cơ sở năng lượng của Ukraine để trả đũa việc Kiev tấn công các cơ sở năng lượng của Nga. Trước đó, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở dầu mỏ của Nga trong năm nay, cố gắng tìm điểm gây áp lực chống lại điện Kremlin khi lực lượng của Nga đang đạt được những bước tiến đáng kể ở vùng Donbass và mặt trận Kharkov. Năm ngoái, đập Nova Kakhovka, một đập lớn và nhà máy thủy điện ở miền nam Ukraine hiện do Nga kiểm soát, cũng bị hư hại nặng trong các cuộc giao tranh giữa hai bên nguyên nhân vụ sập đập ở novakakovka vẫn chưa được xác nhận mặc dù một số chuyên gia kỹ thuật dân dụng cho rằng một vụ nổ bên trong công trình có thể là nguyên nhân dẫn đến con đập này bị phá hủy một số quan chức phương tây khi đó đổ lỗi cho nga về thảm họa vỡ đập novakakovka trong khi đó moscow phủ nhận mọi liên quan đến thảm họa và ngược lại cáo buộc ukraine phá hủy con đập mà không đưa ra bằng chứng Nga bắt đầu sử dụng chiến thuật tấn công diện rộng vào hạ tầng năng lượng Ukraine từ cuối năm 2022. Trong chiến dịch tập kích bắt đầu từ tháng 9 năm 2022, Nga sử dụng khoảng 1.000 UAV Shahed trong vòng 6 tháng để nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Các cuộc tấn công này đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 60% hạ tầng năng lượng, gây tình trạng mất điện diện rộng ở Ukraine, cản trở cuộc phản công của Kyiv. Giới phân tích cho rằng Nga áp dụng chiến thuật tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương trong mùa đông lạnh giá để làm suy giảm tinh thần của Kiev nhằm buộc Ukraine phải nhượng bộ. Truyền thông Nga gần đây tiếp tục đăng tải một video ghi lại cảnh pháo binh nước này nã đạn thông minh vào xe tăng Abrams của quân đội Ukraine. Thông cáo đăng trên trang quân sự voenronika.ru của Nga viết pháo binh Siberia đã phá hủy xe tăng Abrams trong ngày thứ hai liên tiếp để thực hiện mục đích tấn công khí tài trên, ngay cả đạn Krasnopol cũng không tiếc. Trong đoạn video được trang này trích dẫn sau đó, có thể thấy máy bay không người lái UAV trinh sát Nga đang theo dõi một xe tăng M1 Abrams của quân đội Ukraine nằm giữa đường. Không rõ lý do vì sao cỗ xe tăng trên nằm đó. Camera trên chiếc UAV sau đó đã ghi lại khoảnh khắc đạn pháo được cho là đạn thông minh Krasnopol nã vào khí tài Ukraine. Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm đoạn video trên được quay lại. Trước đó, CNN công bố cuộc phỏng vấn các kíp xe tăng thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47, đơn vị mang biệt danh nắm đấm thép của quân đội Ukraine được trang bị xe tăng chủ lực M1A1SA Abrams và thiết giáp M2A2 Bradley. Toàn bộ đơn vị đang triển khai ở mặt trận Biển đông Ukraine, trong đó 6 xe tăng được giấu trong khu rừng mà phóng viên Mỹ đến thăm. Binh sĩ Ukraine có mật danh Joker nói, vỏ giáp của nó là không đủ vào thời điểm này và không bảo vệ được tổ lái. Bây giờ là thời đại, của thiết bị bay không người lái drone. Mỗi khi xe tăng xuất trận, đối phương sẽ tìm mọi cách để tập kích chúng tôi. Donny Pro, đồng đội của Joker nói rằng họ luôn là mục tiêu số một của lực lượng Nga. Nếu không có biện pháp bảo vệ, các tổ lái không thể sống sót trên chiến trường. Xe tăng Abrams được chế tạo theo phong cách chiến tranh của NATO, trong đó không quân và pháo binh phát huy sức mạnh trên chiến trường để mở đường trước cho xe tăng và bộ binh tiến lên sau. Nhưng Ukraine không có lợi thế ở cả hai khía cạnh này. Ông Joker nhấn mạnh, chúng tôi không có máy bay và pháo binh, chúng tôi chỉ có xe tăng, đó chính là vấn đề. Quân nhân Ukraine nhấn mạnh rằng lợi thế to lớn của Nga về sức mạnh không quân và pháo binh có nghĩa là xe tăng Abrams không thể tiến tới các khu vực quang đãng, khiến chúng ngày càng dễ bị tổn thương. Tất cả 31 chiếc Abrams được triển khai tới Ukraine đều đang có mặt gần tiền tuyến ở phía đông, theo các quan chức của Lữ đoàn Cơ giới số 47 của Ukraine. Đạn pháo cũng là một vấn đề nghiêm trọng, loại đạn dược binh sĩ Ukraine sử dụng không phù hợp với cuộc chiến mà nước này đang tham gia. Ông Joker nói, những gì chúng tôi có hiện nay phù hợp cho những trận chiến trực tiếp giữa xe tăng với xe tăng, nhưng nó lại rất hiếm khi xảy ra ở đây. Chúng tôi thường xuyên đóng vai trò như pháo binh. Chúng tôi từng bắn 17 phát đạn vào một ngôi nhà mà nó vẫn đứng vững. Một video được đăng tải cho thấy thiết giáp Max Pro do Mỹ viện trợ Ukraine vẫn có thể hoạt động sau khi trúng nhiều vụ nổ từ khí tài quân đội Nga. Trong video được ông Rob Lee, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, có trụ sở tại Mỹ đăng tải trên mạng xã hội X ngày 1 tháng 6, chiếc Max Pro đã trúng ít nhất 3 vụ nổ mạnh, song vẫn có thể đi tiếp và thoát khỏi trận địa. Ông Lee cho biết chiếc xe bị tấn công bằng súng cối và máy bay không người lái UAV ở thành phố Chashopja của tỉnh Donetsk, Đô miền đông Ukraine. Trang Business Insider chưa thể xác minh độc lập thời gian và địa điểm của video trên. Thiết giáp M1224 Max Pro do công ty Navista Defense và Palasan Sasa của Israel sản xuất vào năm 2007 là một phần của chương trình chống mìn phục kích MRAP của quân đội Mỹ. Theo website của Navista Defense, Max Pro được chế tạo để bảo vệ binh lính tham chiến tại Iraq trước các thiết bị nổ tự chế IED. Xe có giáp hình chữ V giúp làm chạy hướng các vụ nổ đảm bảo an toàn cho kíp lái. Chiếc thiết giáp này được giới thiệu là thiết kế để chống lại hỏa lực của vũ khí đạn đạo, mìn, IED và các mối đe dọa mới nổi khác. Trước đó, Ukraine cũng đăng tải đoạn video thiết giáp kháng mìn Cobra của đặc nhiệm nước này di chuyển ra tiền tuyến giữa hỏa lực dày đặc của Nga vài lần suýt trúng đạn. Trong đoạn video, đơn vị đặc nhiệm trực thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR, trong đó các thành viên của lực lượng này ngồi trên xe bọc thép để ra tiền tuyến ở Chashovya đô thị chiến lược ở tỉnh miền đông Donetsk đô và là mục tiêu tấn công không ngừng của lực lượng Nga trong nhiều tháng qua. Video được quay từ bên trong buồng lái cho thấy chiếc xe di chuyển trên những con đường đất, xung quanh là nhiều vụ nổ liên tiếp do đạn phá của lực lượng Nga gây ra. Một vụ nổ xảy ra phía dưới xe, thổi bay một phần lớp lá ngụy trang gần kính chắn gió, dường như do phương tiện cán phải mìn, song nó vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước với tốc độ cũ. Một số viên đạn pháo rơi xuống cách xe chỉ vài mét, có quả phát nổ ngay phía trước mũi xe chiếc thiết khiết giáp nhiều khả năng trúng đòn đánh nếu nó di chuyển nhanh hơn một chút. Đoạn cuối video là cảnh một binh sĩ mở cửa xe để bước xuống, dường như đã tới nơi an toàn. Bộ Quốc phòng Ukraine viết, đơn vị Kraken cho thấy cách họ di chuyển ra vị trí ở Chashovya. Các chiến binh Ukraine đang mạo hiểm tính mạng của mình để bảo vệ đất nước. Trung đoàn Kraken là lực lượng tình nguyện được các cựu thành viên lữ đoàn Azov thành lập vào ngày cuộc xung đột bùng phát. Trong khi lữ đoàn có tên bắt nguồn từ biển Azov, Tên và phù hiệu của trung đoàn này được lấy cảm hứng từ loài quái vật biển huyền thoại Kraken. Theo trang tin quân sự Militani của Ukraine, bức ảnh chụp pháo tự hành 2S43 Manva của Nga được nhà nghiên cứu về thủy quân lục chiến Chris Foucher và trang tình báo nguồn mở Osin đăng trên mạng xã hội X, trước kia là Twitter. Pháo 2S43 Manva thuộc lữ đoàn pháo binh số 9 của quân đội Nga đã được máy bay không người lái trinh sát tầm xa phát hiện ở tỉnh Belgorod, khu vực biên giới của Nga. Belgorod giáp với vùng Kharkov, nơi lực lượng Nga vừa mở chiến dịch tấn công mới hồi tháng 5. Quân đội Nga nhận được lô pháo tự hành 2S-43 Manva đầu tiên hồi tháng 10 năm 2023. 2S-43 Manva có thể sử dụng mọi loại đạn và hoạt động ở chế độ tấn công liên tục nhờ khung gầm bánh lốp. 2S-43 Manva có thể linh hoạt trong việc di chuyển và né tránh hỏa lực đáp trả, có thể di chuyển 1.100 km trên đường mà không cần tiếp nhiên liệu. Pháo tự hành 2S43 Manva được phát triển từ những năm 2019, ra mắt nguyên mẫu đầu tiên vào năm 2020. 2S43 Manva được thiết kế để tấn công sở chỉ huy, công trình phòng thủ, phá hủy các khẩu đội pháo binh và hệ thống phòng không của đối phương. 2S43 Manva được trang bị pháo 152mm 2A64 tương tự như pháo tự hành bánh xích 2S19 MSTAS pháo có thể tiêu diệt hầu hết mọi vật thể bằng đạn nổ phân mảnh ở cự ly hơn 24 km. Tốc độ bắn của pháo 7 viên 1 phút với tổng cơ số đạn mang theo là 30 viên. 2S43 Manva có tổng trọng lượng khoảng 30 tấn, được trang bị động cơ diesel ja mz công suất 470 mã lực, cho phép pháo tự hành di chuyển với tốc độ 80 km h tầm hoạt động 1.100 km. Cách đây vài ngày, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, trong quá trình làm nhiệm vụ, hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy một UAV và bảy tên lửa phóng loạt Gret MLRS ở khu vực Belgorod. Thống đốc khu vực ông Veniamin Kondratiev cho biết thêm, lực lượng phòng không Nga cũng phá hủy một máy bay không người lái khác của Ukraine ở vùng Krasnodar. Thời gian qua, quân đội Nga đã ngăn chặn nhiều cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào lãnh thổ nước này. Ông Veniamin Kondratiev cho biết trên Telegram rằng lực lượng của chúng tôi đã ngăn chặn cuộc tiến công của Kiev nhằm vào Krasnodar, một máy bay không người lái bị lực lượng phòng không phá hủy. Theo báo cáo sơ bộ từ phía Nga, cuộc tấn công không có thương vong hoặc thiệt hại về người. Từ năm 2023 đến nay, Ukraine thường xuyên sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tấn công Nga. Quân đội Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga. Các quan chức Nga nhiều lần nhấn mạnh hành động của Ukraine mang bản chất cực đoan. Lực lượng Ukraine vừa qua đã phóng UAV vào nhà máy lọc dầu ở thành phố Tuapse, vùng Krasnodar của Nga. Các tài khoản mạng xã hội Nga cho hay ít nhất 5 UAV đã lao vào cơ sở này, tạo ra một vụ nổ, song không rõ thiệt hại cụ thể. Theo Kiev Post, lá bài bí mật giúp Ukraine thực hiện chiến dịch tập kích hiệp đồng trên là mẫu UAV trinh sát RQ-4 Global Hawk, một trong những khí tài do thám được mệnh danh là mắt thần trên không hiện đại bậc nhất của Mỹ. Trước đó, chiếc RQ-4 Global Hawk mang số hiệu FT-13 cất cánh từ nơi đồn trú ở Italia bay theo hướng từ đông sang tây trong 15 giờ để đến gần bờ biển Nga tại khu vực Biển Đen. Theo ứng dụng theo dõi đường bay Flyradar 24, UAV Mỹ rời khỏi khu vực này vào 2 giờ sáng ngày 30 tháng 5. Mỹ những năm qua thường xuyên triển khai UAV Global Hawk làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo ở Biển Đen mẫu UAV này xuất hiện tại đây ít nhất 2 lần một tuần và hoạt động ở vùng biển cách lãnh thổ Nga tối thiểu 130 km, thường là 200 đến 250 km. Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đêm đó đã triển khai loạt chiến đấu cơ và trực thăng để đánh chặn đòn tập kích bằng xuồng cảm tử của Kiev dựa trên dữ liệu đường bay của chiếc Global Hawk và hướng di chuyển trong các cuộc tấn công trước đây của xuồng Magura V5 Kiev Post nhận định UAV Mỹ dường như đã bay trên đầu đội máy bay Nga ở khoảng cách 15 km, song đối phương không hay biết. RQ-4 Global Hawk do hãng Northrop Grumman của Mỹ chế tạo và sản xuất từ những năm 1990, được trang bị hệ thống điện tử hiện đại bao gồm radar, cảm biến và các camera hiện đại. Nhờ đó, RQ-4 Global Hawk có thể chụp hình, đo đạc thông số và vẽ tọa độ về các căn cứ của đối phương. UAV được thiết kế để đối phó với hệ thống phòng không của đối phương nhờ thiết kế tàng hình, khả năng bay cao và kích thước không quá lớn. Máy bay được trang bị một động cơ Rolls-Royce F137 RR100 với lực đẩy 7.600 bao, cho phép bay với vận tốc 575 km/h, tầm bay 14.000 km, trần bay 18 km và có thể hoạt động trong 28 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu. RQ4 Global Hawk được trang bị công nghệ tiên tiến, có khả năng liên kết với các máy bay không người lái khác. Ngoài nhiệm vụ trinh sát, RQ-4 Global Hawk cũng có thể đóng vai trò là thiết bị chỉ huy, điều khiển các máy bay không người lái khác và thu thập thông tin hoạt động của các hệ thống phòng không để lên kế hoạch tấn công. Việc NATO và đồng minh tăng cường hoạt động tình báo cho thấy phương Tây mong muốn tăng cường kiểm soát và giám sát các cơ sở quân sự cũng như dân sự của Nga ở Biển Đen. Nga không đứng ngoài cuộc và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để chống lại hoạt động tình báo của phương Tây nhằm đối phó với hành động của máy bay không người lái Mỹ và máy bay trinh sát Anh. Không quân Nga đã tăng cường tuần tra và giám sát không phận trên Biển Đen. Ngoài ra, Nga đang tích cực phát triển năng lực tác chiến điện tử để vô hiệu hóa mối đe dọa từ bộ máy tình báo nước ngoài. Các hệ thống EVK hiện đại có khả năng ngăn chặn và vô hiệu hóa hiệu quả máy bay không người lái và máy bay trinh sát của đối phương. Điều này làm giảm đáng kể năng lực của chúng. Tờ Defense Point của Hy Lạp xác nhận, một sĩ quan thuộc đội bay của lực lượng không quân Hy Lạp đã có mặt tại Ukraine. Đây là chuyên gia nước ngoài đầu tiên về sử dụng máy bay tiêm kích F-16 tới Kiev. Động thái trên nằm trong khuôn khổ sáng kiến Liên minh đào tạo F-16 của 11 nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, nhằm huấn luyện phi công và nhân viên kỹ thuật của Ukraine sử dụng loại máy bay tiêm kích của Mỹ này. Theo báo chí Ukraine, nước này sẽ sớm nhận được F-16, dù thời gian cụ thể chưa được xác định song chiếc F-16 đầu tiên nhập cảnh Ukraine trong vài tháng tới được cho là từ Đan Mạch. Trước đó, lực lượng không quân Ukraine xác nhận các binh sĩ nước này đi huấn luyện sử dụng F-16 ở nước ngoài đã quay về. Trước đó, theo truyền thông Hy Lạp, nước này có thể sẽ chuyển 32 chiếc F-16 cho Ukraine và cũng có thể là 24 chiến đấu cơ Mirage 2000 năm do Pháp sản xuất. Ngoài ra, hồi tháng 1, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết chính phủ nước này có kế hoạch tặng 19 tiêm kích F-16 cho Ukraine. Trong năm 2023, ngoài Đan Mạch, một số quốc gia như Hà Lan, Na Uy và Bỉ đã cam kết cung cấp F-16 cho Ukraine, song thời gian chính xác chuyển giao có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, vào đầu tháng 4, một sĩ quan quân đội cấp cao giấu tên của Ukraine chia sẻ với Politico rằng F-16 là cần thiết cho năm 2023, nhưng không còn phù hợp cho năm 2024. Các chuyên gia cũng nhận định, số lượng F-16 mà nhiều nước hứa hẹn chuyển giao cho Ukraine là quá nhỏ để có thể tạo ra sự khác biệt về mặt chiến lược trên toàn chiến tuyến. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với tờ Bill rằng một hệ thống duy nhất không thể thay đổi tình hình trên tiền tuyến. Đây không phải là viên đạn bạc có thể thay đổi cục diện xung đột. Song giới chức Ukraine vẫn nhấn mạnh F-16 được xem là yếu tố quan trọng trong hệ thống phòng không kết hợp để có thể ngăn chặn nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, cũng như hạn chế các hoạt động hàng không chiến thuật của Nga. Trong một diễn biến khác, tờ Financial Times của Anh dẫn lời một nhà ngoại giao NATO cho biết chính phủ Ukraine không hào hứng chấp nhận sáng kiến phân bổ 100 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Cách tiếp cận này được những nước ủng hộ Kiev coi là một cách để đảm bảo tất cả các nước trong liên minh đều đóng góp như nhau trong việc giúp Ukraine có tính đến quy mô GDP và các chỉ số khác. Đề xuất vốn do Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra được kỳ vọng sẽ giúp hợp lý hóa cơ cấu hỗ trợ từ nhóm điều phối có trụ sở tại căn cứ không quân Ramstein và giảm sự phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo của Mỹ trong quá trình này. Theo nguồn tin của Financial Times, các khoản tiền trong sáng kiến trên không mới mà chỉ là những khoản hỗ trợ đã được các nước thành viên NATO cam kết trước đây. Mục đích của cách tiếp cận này là nâng cao hiệu quả phối hợp trong cung cấp hỗ trợ Quan chức quốc phòng cấp cao của Belarus cho biết, máy bay phát hiện radar tầm xa của NATO đã theo dõi chặt chẽ cuộc tập trận chung của quân đội Nga và Belarus. Phó tư lệnh lực lượng phòng không không quân Belarus Leonid Davidovic thông tin, trong thời gian diễn ra cuộc tập trận phòng không chung, một số máy bay phát hiện radar tầm xa của NATO đã bay lượn trên bầu trời Ba Lan và các nước vùng Baltic. Máy bay NATO đang theo dõi tất cả các chuyến bay và hoạt động của chúng tôi. Ông Leonid Davidovich cũng nhấn mạnh thêm, Belarus từ lâu đã học được cách đáp trả. Hiện tại quốc gia này đang tìm cách đối phó với NATO và thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn hoạt động tình báo. Trong cuộc tập trận không quân chung của Belarus và Nga, hầu hết lực lượng không quân của Belarus đều tham gia. Ông Leonid Davidovich cho hay, tất cả căn cứ không quân, các loại máy bay, quân nhân đều tham gia tập trận. Trong cuộc tập trận, phi công Nga và phi công chúng tôi đã trao đổi kinh nghiệm phối hợp tác chiến. Cuộc tập trận không quân chung giữa Belarus và Nga diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 5 với sự tham gia của nhiều đơn vị quân sự hàng không, tên lửa phòng không và kỹ thuật vô tuyến của lực lượng vũ trang Belarus cùng phi đội trinh sát tác chiến của Nga. Cuộc tập trận chung trên không của Nga và Belarus lần này nhằm phối hợp tác chiến, nâng cao khả năng của lực lượng không quân trong bảo vệ cơ sở nhà nước và quân sự trước cuộc tấn công trên không. Hồi đầu tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đến Belarus trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày. Tại đây, ông tham gia các cuộc hội đàm và nói về cuộc tập trận vũ khí hạt nhân. Cuộc tập trận bao gồm việc chuyển giao vũ khí hạt nhân cho quân đội từ địa điểm cất giữ, trang bị tên lửa bằng đầu đạn hạt nhân chiến thuật và triển khai bí mật các loại vũ khí đó. Từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Belarus đã thực hiện nhiều cuộc tập trận quân sự gồm cuộc tập trận toàn diện quy mô lớn vào cuối tháng 8 năm 2023 và một số cuộc tập trận quy mô nhỏ với Nga. Trước đó, Beirut đã thông qua khái niệm về học thuyết quân sự và an ninh quốc gia. Theo Bộ trưởng Quốc phòng nước này Vyta Krenin. cả hai tài liệu trên đều được cập nhật để phản ứng với cuộc xung đột ở Ukraine và chính sách xét lại của Mỹ. Trước cuộc bỏ phiếu thông qua là bài phát biểu của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và các tài liệu mới chỉ rõ chính sách của các nước NATO là nguồn đe dọa chính. Chính quyền Belarus giải thích việc áp dụng học thuyết quân sự mới cũng như khái niệm an ninh quốc gia là do sự thay đổi tình hình an ninh ở châu Âu. Các chính sách được cho là hung hăng và xét lại của các nước phương Tây cũng như diễn biến quân sự ở Ukraine. Tài liệu quân sự mới dài gấp đôi tài liệu trước có cấu trúc thay đổi, chỉ ra bản chất khác của các mối đe dọa và tập trung vào việc tổ chức ở cấp nhà nước cho một cuộc xung đột tiềm tàng cùng các công tác chuẩn bị cho người dân đối phó với nó. Về bản chất, chiến lược mới mang tính đối đầu hơn nhiều so với học thuyết quân sự năm 2016. Học thuyết trước đó phản ánh tình hình năm 2014, tức là việc Nga sắp nhập Crimea và các hành động quân sự ở Donbass. Trong phiên bản hiện tại, Belarus xác định chính sách của các thành viên NATO trong đó có Ba Lan, Mỹ và các nước vùng Baltic là những mối đe dọa nguy hiểm nhất. Tài liệu cũng đề cập đến việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus như một yếu tố dân đe quan trọng. Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, những điều cấm kỵ của phương Tây đều dần sụp đổ. Sau khi đẩy lùi cuộc tấn công ban đầu của Nga vào Kiev, Ukraine đã yêu cầu phương Tây hỗ trợ nhiều vũ khí và trang thiết bị hơn đầu tiên là đạn dược, sau đó là xe tăng, bom chùm và chiến đấu cơ. Mỗi lần như vậy, phương Tây đều băn khoăn về việc có nên chấp nhận yêu cầu mới nhất của Kiev hay không vì lo ngại căng thẳng gia tăng và khả năng đáp trả của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công hạn chế sử dụng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Nga quanh Kharkov sau khi một số nước châu Âu đã dỡ bỏ hạn chế về cách sử dụng vũ khí mà họ đã cung cấp cho Kiev. Mới đây, theo trang tin quân sự Avia Pro, các chuyên gia Ukraine với sự trợ giúp của vệ tinh Mỹ và châu Âu gần đây đã phát hiện ra những hầm chứa máy bay mới được thiết lập để bảo vệ máy bay tại sân bay quân sự Marinovka ở vùng Volgograd của Nga. Nhà báo Nga Alexander Rogatkin giải thích rằng những hầm chứa máy bay như vậy bảo vệ thiết bị khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử, vốn được sử dụng thường xuyên gần đây. Tuy nhiên, để bảo vệ khỏi các tên lửa tầm xa và uy lực đòi hỏi phải có hầm chứa bằng bê tông, tương tự hầm từng được sử dụng tại các sân bay tiền tuyến của Liên Xô. Những cấu trúc này được xây dựng từ vòm bê tông và được phủ đất để ngụy trang có khả năng chịu được các tác động nghiêm trọng hơn. Ông Rogatkin cũng lưu ý rằng ở Ukraine có những hầm chứa bằng bê tông tại các sân bay quân sự Kolomia, Lusk thuộc Vyskov và Starokonstantinov, nơi có hơn 40 hầm như vậy. Thông tin về việc Nga tăng cường bảo vệ các máy bay tại sân bay quân sự xuất hiện sau khi Ukraine được bật đèn xanh sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Về phía mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang chờ được cho phép để tấn công các sân bay quân sự của Nga, nơi Moscow tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Ông nói thêm rằng Nga có khoảng 300 hệ thống vũ khí, chứa hàng chục nghìn tên lửa được triển khai ở biên giới để tấn công Ukraine. Nói về điều này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, trong vài tuần qua, Ukraine đã đến gặp chúng tôi và yêu cầu được phép sử dụng vũ khí đã được cung cấp để chống lại sự tấn công từ Nga gần thành phố Kharkov, bao gồm cả việc chống lại các lực lượng của Moscow đang tập trung ở phía biên giới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi quyết định này là một điểm sáng giúp các lực lượng Ukraine có thể bảo vệ khu vực Kharkov đang bị bao vây. Trước khi Tổng thống Biden bật đèn xanh cho quyết định trên, Tổng thống Putin đã ngầm đưa ra cảnh báo với các quốc gia đang cân nhắc cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí của họ Ông cho biết động thái này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là đối với các quốc gia nhỏ và đông dân. Ngoài những cảnh báo, đầu tháng này, Tổng thống Putin cũng ra tín hiệu rằng ông sẵn sàng đàm phán hòa bình. Trong khi việc dỡ bỏ giới hạn sử dụng vũ khí dường như đánh dấu một chương mới trong cuộc xung đột, thì trước đây Nga đã từng chứng kiến các cuộc tấn công của Ukraine bằng vũ khí phương Tây trên lãnh thổ mà nước này coi là của mình. Trong cả hai trường hợp, Nga đều cảnh báo Ukraine và phương Tây không vượt qua lằn danh đỏ song Ukraine và phương Tây đều phớt lờ cảnh báo. Để thuyết phục thanh niên nhập ngũ, Nga đang đẩy mạnh giáo dục lòng yêu nước và xây dựng hình ảnh những người tử trận ở Ukraine giống như anh hùng. Hàng nghìn thanh niên Nga thường được gọi là thế hệ P vì sinh ra và lớn lên dưới thời Tổng thống Putin đã thiệt mạng khi chiến đấu ở Ukraine. Nga khắc họa hàng nghìn người tử trận này là những anh hùng và nỗ lực hết sức để thu hút thêm nhiều thanh niên ký hợp đồng phục vụ quân đội tới Ukraine tham chiến khi giao tranh kéo dài. Kể từ khi ông Putin nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2000, chính phủ Nga đã nỗ lực cổ vũ tinh thần giới trẻ, đầu tư mạnh vào các tổ chức thanh niên ủng hộ nhà nước. Nỗ lực này dường như không đạt được kết quả như kỳ vọng trong nhiều năm trước khi chiến sự Ukraine nổ ra. Cuộc xung đột đã mang lại cho Điện Kremlin động lực mới để truyền bá cho thanh thiếu niên tinh thần yêu nước và chống phương Tây mạnh mẽ. Nga đã tăng đáng kể chi tiêu vào giáo dục lòng yêu nước cũng như các nhóm tổ chức thiếu sinh quân dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. Từ mức đầu tư tăng từ hơn 19,5 triệu đô la Mỹ năm 2021 lên gần 301 triệu đô la Mỹ năm 2024. Trong một bài phát biểu gần đây, Tổng thống Putin cho biết hơn 1.000 cựu chiến binh Nga đã được tuyển dụng vào các trường học. Bắt đầu từ tháng 9, nhiều người trong số họ sẽ tham gia giảng dạy các chương trình huấn luyện quốc phòng bắt buộc như đào tạo về cách vận hành máy bay không người lái UAV và sử dụng súng trường tấn công giới trẻ Nga cũng được nhắc nhở về xung đột một cách đều đặn và rõ ràng hơn. Trên khắp các trường học ở Nga, hàng nghìn tấm bia tưởng niệm đã được dựng lên để tưởng nhớ những cựu học sinh đã tử trận trên chiến trường. Hồi tháng 4, Tổng thống Nga Putin đã ký xác lệnh tuyển quân nhập ngũ thường niên, kêu gọi 150.000 công dân nước này tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định của nhà nước Nga. Theo xác lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký, xác lệnh tuyển quân nhập ngũ từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7. Nga sẽ tuyển mộ những công dân trong độ tuổi từ 18 đến 30, hiện không thuộc lực lượng dự bị và đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga thông báo, thời hạn phục vụ của lính nghĩa vụ theo truyền thống là 12 tháng. Mỗi năm, Nga có hai đợt tuyển quân nghĩa vụ vào mùa xuân và mùa thu. Trong đợt tuyển nghĩa vụ quân sự mùa thu vào cuối tháng 9 năm ngoái, Nga đã kêu gọi được 130.000 công dân nước này nhập ngũ. Trước đó, trong đợt tuyển nghĩa vụ mùa xuân năm 2023 đã có 147.000 công dân Nga tham gia nhập ngũ. Để đưa thêm binh sĩ ra tiền tuyến, chính phủ Ukraine đã ban hành luật huy động mới, mở rộng nhóm quân nhân đủ điều kiện nhập ngũ nhằm giải quyết các vấn đề nhân sự của quân đội. Tổng thống Volodymyr Zelensky tháng trước cũng đã ký luật cho phép một số tù nhân gia nhập quân đội để đổi lấy cơ hội được ân xá nhiều chỉ huy Ukraine đã phản nàn về sự thiếu chuẩn bị cho tân binh tại các trung tâm huấn luyện địa phương. Các chỉ huy cho biết do quá trình huấn luyện còn thiếu sót nên họ thường phải dành hàng tuần để dạy các kỹ năng cơ bản, chẳng hạn như cách bắn. Theo tờ Washington Post, khi quân đội Ukraine luân chuyển binh sĩ từ các vị trí hậu phương để thay thế các tay súng ở tiền tuyến, một số người mới đến đã không đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của chỉ huy đơn vị. Đáng nói tình trạng này không chỉ xảy ra với những người lính mới nhập ngũ mà ký ép tích cực tuyển mộ trong vài tháng qua. Một sĩ quan thuộc lữ đoàn cơ giới số 93 mang biệt danh Smith cho hay một số tân binh không biết cách lắp ráp hoặc tháo rời súng trường. Ông Smith nói thêm, chúng tôi đang lãng phí rất nhiều thời gian cho việc đào tạo cơ bản ở đây. Ông yêu cầu những người mới đến phải huấn luyện trong tuần đầu tiên bằng cách bắn khoảng 1.500 viên đạn một ngày. Lữ đoàn cơ giới số 93 đã tham gia một số trận giao tranh ác liệt nhất trong xung đột giữa Nga và Ukraine bao gồm ở Bakhmut, Kharkov và Adivka. Washington Post đưa tin những người mới trong đơn vị của ông Smith có thể sẽ được triển khai gần thành phố Chasovya ở vùng Donetsk. Một tân binh có tên là Van cũng chia sẻ anh được điều động ra tiền tuyến chỉ bằng một thông báo. Hay một tân binh ở lữ đoàn cơ giới số 42 ở Kharkov cho biết mọi thứ đều được học ngay tại chỗ. Đối với những tân binh, các trung tâm huấn luyện ở Ukraine hầu như không được trang bị để đào tạo những kỹ năng cơ bản nhất. Một huấn luyện viên giấu tên của Ukraine cho hay một số cơ sở đào tạo còn không có đủ đạn cỡ nòng của Liên Xô cũ và chỉ cho phép học viên bắn khoảng 20 viên trước khi kết thúc khóa huấn luyện. Ông chia sẻ không có lựu đạn để ném trong các trung tâm huấn luyện và không có đạn phóng lựu trong trung tâm huấn luyện. Chúng tôi không có hệ thống đào tạo phù hợp tại chỗ. Hiện Bộ Quốc phòng Ukraine chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên phương tây đặc biệt quan tâm đến việc huấn luyện cho quân đội ukraine gần đây kiev bắt đầu nhận được các thiết bị và vũ khí quân sự mới từ mỹ nhưng nguồn nhân lực suy giảm đang là yếu tố ảnh hưởng tới năng lực chiến đấu trong lúc ukraine cố gắng bù đắp khoảng trống trong quân đội các nước thành viên nato đã bóng gió về kế hoạch triển khai huấn luyện viên quân sự tới ukraine để đào tạo tại chỗ trên thực tế ukraine đang gặp khó khăn trong cả việc tìm kiếm và đào tạo tân binh ngoài ra các cuộc tấn công tầm xa của nga còn khiến Ukraine không có khu vực an toàn để huấn luyện quân. Điều này khiến Kiev có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi binh sĩ đến các nước NATO để đào tạo và học cách sử dụng thiết bị mới do phương Tây cung cấp. Điều này trái ngược với Nga khi Moscow có thể nhanh chóng tuyển quân và ngành sản xuất quốc phòng có đủ năng lực tiếp tế trang thiết bị cho quân đội. Một số nhà phân tích nhận định Nga có thể chịu được tổn thất nặng nề trong nhiều năm. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK tại Washington đánh giá rất khó để cân bằng giữa việc rút những binh sĩ có kinh nghiệm từ tiền tuyến để đào tạo nhân sự mới hoặc chấp nhận những trở ngại trong việc đào tạo tân binh ở Ukraine. Cũng theo ISVK, chất lượng tổng thể của quân đội Ukraine trên tiền tuyến có thể sẽ bị suy giảm khi các tay súng có kinh nghiệm luân chuyển ra ngoài, nhưng các tân binh có thể sẽ học hỏi nhanh hơn khi hoạt động bên cạnh các cựu binh. Trong cuộc gặp trọng tâm giữa các nhà lãnh đạo quốc phòng, an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương sự xuất hiện bất ngờ của tổng thống Ukraine đã đặt ra câu hỏi về nỗ lực của Kiev trong việc tìm kiếm sự ủng hộ ở khu vực. Sự tham dự bất ngờ của ông Zelensky tại diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á đã khiến các cuộc thảo luận tập trung sang xung đột Nga-Ukraine. Ông dường như muốn chứng minh một cách mạnh mẽ rằng các vấn đề an ninh ở châu Âu và châu Á cũng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Tướng Đức ông Castenberger bình luận: "Tôi nghĩ việc ông Zelensky có mặt ở đây là điều hết sức quan trọng." đây là diễn đàn để ông ấy thực sự nói cho mọi người biết tình hình đang căng thẳng như thế nào và cuộc xung đột đang gây ra hậu quả gì đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ không chỉ ở khu vực đó không chỉ ở ukraine và châu âu mà còn trên thế giới trên thực tế mối liên hệ giữa các vấn đề an ninh á âu không phải lần đầu được nhắc đến song dường như phải đến khi ông zelensky xuất hiện ở singapore mới thu hút được sự chú ý về mối liên hệ giữa, <laughs> giữa cuộc xung đột ở châu âu với châu á thái bình dương một vấn đề được hầu hết các đại biểu quan tâm là mối quan hệ của Trung Quốc với Nga và liệu phái đoàn Trung Quốc có gặp ông Zelensky khi ông ở Singapore hay không. Tổng thống Ukraine đã đi rất xa để đến dự hội nghị, ngay cả khi các cuộc tấn công trên tiền tuyến đang bước vào những giai đoạn quan trọng. Tuy nhiên, sau đó, ông Zelensky đã tiết lộ rằng ông không gặp được bất kỳ quan chức Trung Quốc nào ở Singapore. Trong bài phát biểu nhằm thu hút sự ủng hộ cho tầm nhìn của ông về các điều kiện cần thiết để chấm dứt xung đột, đặc biệt là từ các nước châu Á, ông zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo tập trung tại diễn đàn an ninh hàng năm tại singapore hãy đích thân tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình do ukraine hậu thuẫn sắp tới tuy nhiên khi sự tham gia của các nhân vật chính không được đảm bảo chưa rõ những nỗ lực của ukraine sẽ đem lại kết quả như thế nào việc ông zelensky xuất hiện tại diễn đàn an ninh châu á tạo bất ngờ một phần vì các chủ đề tại diễn đàn thường được nhắc đến là các vấn đề khu vực ấn độ dương thái bình dương cạnh tranh mỹ trung bán đảo triều tiên biển đông đài loan trung quốc chỉ mới trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại diễn đàn đã tái khẳng định Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu về an ninh quốc gia của Mỹ. Đây mới chỉ là lần thứ hai ông Zelensky xuất hiện tại châu Á từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, đều là những cuộc gặp không báo trước. Năm 2022, ông cũng đã có bài phát biểu trực tuyến tại Shangri-La, mặc áo phông xám với hình minh họa có màu xanh và vàng của cờ Ukraine. Trở lại thời điểm ông Zelensky đến Singapore lần này ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của đối thoại shangri la thường là thời điểm trung quốc đưa ra lời cuối cùng tại phiên họp toàn thể sớm điều này tạo cơ hội cho các đại biểu trung quốc phản ứng với mỹ tuy nhiên được chào đón nồng nhiệt cũng không thể giúp tổng thống ukraine có được sự cam kết của các nhà lãnh đạo châu á trong việc tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở thụy sĩ ngoài ra ông zelensky cũng được cho là bất ngờ đặt chân đến philippines để trực tiếp mời tổng thống marcos đến hội nghị ở thụy sĩ sau khi được cho là bỏ lỡ đại diện của philippines tại shangri -La. Trong một tuyên bố sau đó, ông Zelensky hàm ý rằng phía Philippines đã nhận lời, song Manila chưa chính thức lên tiếng về thông tin này. Theo các chuyên gia Trung Quốc trả lời trên Global Times, thúc giục hòa bình và thúc đẩy đối thoại là cách khả thi nhất để giải quyết các xung đột, thay vì làm trầm trọng thêm tình hình và tham gia vào. Bên cạnh đó, các nước châu Á cần tránh bẫy đối đầu nguy hiểm trong khu vực. Chuyên gia Trung Quốc nói, cuộc đối thoại Shangri-La nên là một hội nghị nơi Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tìm kiếm sự đồng thuận để tránh các cuộc xung đột trong khu vực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với Guardian đăng tải gần đây cho biết cựu Tổng thống Donald Trump có thể cắt nguồn viện trợ vũ khí và tài chính cho Kiev nếu ông tái đắc cử vào tháng 11. Ông Trump thậm chí có thể thỏa thuận với các đối tác của Kiev để họ ngừng cung cấp vũ khí quan trọng cho Ukraine. Nếu đánh bại Tổng thống Joe Biden, ông Trump được cho là sẽ cắt nguồn viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Năm ngoái, cựu Tổng thống từng tuyên bố có thể kết thúc xung đột Ukraine trong 24 giờ sau khi nhậm chức. Các trợ lý của ông Trump cũng từng nêu ra kế hoạch liên quan tới việc để Nga kiểm soát các khu vực phía đông Ukraine. Lãnh đạo Kiev lưu ý, Ukraine cũng sẽ không chấp nhận tối hậu thư từ Nga buộc nước này phải từ bỏ hội nhập với châu Âu và từ bỏ việc gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong tương lai. Ông Zelensky thừa nhận, trong trường hợp ông Trump tái đắc cử. Nếu muốn, chính khách Cộng hòa này có thể gây thất bại quân sự nặng nề lên Ukraine bằng cách ngừng hỗ trợ vũ khí và tiền bạc, thậm chí thực hiện các thỏa thuận với các đối tác của Kiev nhằm buộc họ ngừng chuyển giao những khí tài quan trọng cho quốc gia Đông Âu. Ông nhấn mạnh, nếu tay không và không được cung cấp vũ khí, Ukraine sẽ không thể chiến đấu với đội quân hàng triệu người của Nga. Phát biểu bên trong dinh tổng thống ở Kiev, ông Zelensky đánh giá kịch bản này khó xảy ra. Ông Zelensky thừa nhận, chưa có chiến lược đối phó với kịch bản ông trump trở lại nhà trắng song ông cảnh báo nếu kịch bản ukraina chịu thất bại quân sự nặng nề xảy ra mỹ cũng sẽ đối mặt hậu quả nghiêm trọng với vị thế của họ trên thế giới và ông trump cũng không thoát khỏi ảnh hưởng lãnh đạo ukraina dự đoán tổng thống nga vladimir putin sẽ vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào do ông trump làm trung gian lệnh ngừng bắn chỉ là cái bẫy sau một thời gian tạm dừng ông putin sẽ tiến xa hơn khiến ông trump mất mặt và trông yếu đuối trong mắt thế giới Ông Zelensky nói thêm rằng, khi Mỹ không còn đảm bảo được vai trò lãnh đạo thế giới, một số quốc gia và lãnh đạo thế giới sẽ trỗi dậy và nói theo cách tiếp cận gây hấn của Tổng thống Putin. Điều đó cuối cùng dẫn tới thảm họa toàn cầu. Theo ông, đây là khởi đầu cho điều mà mọi người sợ nói tới, đó là thực tế và thế chiến thứ ba sẽ thực sự xảy ra. CIA thường xuyên đăng tải bài viết hướng dẫn cho những người muốn cung cấp thông tin của Nga về cách tránh bị cơ quan phản gián của Nga phát hiện như sử dụng mạng riêng ảo hoặc VPN và trình duyệt ngầm TOR để liên hệ với cơ quan CIA một cách ẩn danh. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI cũng tiến hành một chiến dịch tương tự để tuyển thêm nhiều nguồn tin từ chính quyền Nga ngay trên đất Mỹ, trong đó đăng tải quảng cáo trên mạng xã hội, định hướng về mặt địa lý hướng tới những thiết bị có vị trí gần đại sứ quán Nga ở Washington. Trước đó, Cục tình báo trung ương Mỹ CIA đã công bố một đoạn video mới bằng tiếng Nga để kêu gọi các nhân viên tình báo nga đổi phe làm điệp viên hai mang cho washington theo reuters đoạn video mới được công bố trên trang mạng xã hội x chính thức của cia kêu gọi những người nga yêu nước làm việc trong cộng đồng tình báo nhưng cảm thấy bị phản bội bởi sự tham nhũng được cho là xảy ra trong giới tinh hoa cũng như bất mãn vì trang thiết bị thiếu thốn của quân đội giọng đọc trong video nói trước khi mô tả cách để liên lạc với cia những người quanh bạn có thể không muốn nghe sự thật nhưng chúng tôi thì có bạn không phải người bất lực trong đoạn video có một nhân vật hư cấu là nam nhân viên của một cơ quan tình báo quân đội Nga, người tự nhận mình là yêu nước Nga, từng phục vụ trong lực lượng lính dù, nhưng giờ nhận ra tình trạng tham nhũng. Nhân vật hư cấu này nói rằng lòng yêu nước đã thúc đẩy anh ta hành động và làm việc cho CIA. Đài RT đưa tin, từ giữa tháng 5, Lầu Năm Góc đã bắt đầu có đơn đặt hàng trên hệ thống mua sắm điện tử của chính phủ Mỹ đối với những cuốn sách có nhan đề, các nền tảng của nghệ thuật chiến lược Nga của Ofer Friedman giảng viên tại trường King's College London Anh. Đại chiến lược của Nga trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu của Andrew Modagan, cuộc xung đột của Putin ở Ukraine của Samuel Ramani, bảy tác phẩm kinh điển quân sự của Trung Quốc cổ đại, kèm theo hai cuốn sách nữa về ứng dụng chiến đấu của trí tuệ nhân tạo và chiến tranh không gian. Lầu Năm Góc dự kiến mua 600 cuốn của mỗi tựa sách này vào giữa tháng 6. Chúng sẽ dành cho các thành viên của không quân Mỹ, đóng quân tại căn cứ không quân Maxwell ở bang Alabama, nơi đặt trụ sở của cơ quan nghiên cứu lịch sử không quân và đại học hàng không. Hồi tháng 2, Tổng cục Học thuyết Vũ khí kết hợp CADD của quân đội Mỹ công bố báo cáo tổng quan dài 280 trang về chiến lược và chiến thuật quân sự của Nga. Trong đó có phân tích về các lực lượng mặt đất cũng như các kịch bản khác nhau về cuộc đối đầu tiềm tàng giữa Washington và Moscow trong tương lai. Theo báo cáo, trong tương lai, các nhà lãnh đạo Nga rất có khả năng kế thừa chính sách của chính phủ hiện tại và thách thức vị thế và ảnh hưởng của Mỹ trong trật tự toàn cầu. Báo cáo trên cũng đề cập đến quân đội Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Iran. Chúng không được phân loại là tài liệu mật và được biên soạn cho các sĩ quan quân đội Mỹ cũng như những người phục vụ trong các quân đội đồng minh. Các tác giả của bản báo cáo tổng quan nhấn mạnh họ đã phân tích những diễn biến ở tiền tuyến Ukraine. Xong, họ lưu ý những phát hiện này có thể cần phải được sửa đổi vì cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Theo tài liệu, khả năng cao là các nhà lãnh đạo Nga trong tương lai sẽ theo đuổi các chính sách tương tự như chính sách của chính phủ hiện tại, thách thức vị thế tương đối về ảnh hưởng của Mỹ trong trật tự toàn cầu, trong khi tránh đối đầu trực tiếp với quân đội Mỹ. Trong một diễn biến khác, Bộ ngoại giao Mỹ cũng đã công bố một chiến lược an ninh mạng mới đầy tham vọng nhằm tìm cách hạn chế ảnh hưởng trong lĩnh vực kỹ thuật số của Nga và Trung Quốc ở các nước đang phát triển. Đây là sự cập nhật chiến lược an ninh mạng của Mỹ lần đầu tiên sau 13 năm. Các mối đe dọa ngày càng trở nên phức tạp hơn và trầm trọng hơn do sự phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Cốt lõi của chiến lược là bảo vệ các đồng minh của Mỹ và giảm bớt ảnh hưởng trên mạng của những nước như Nga và Trung Quốc, đồng thời kêu gọi hợp tác giữa các đồng minh phương Tây để bảo vệ họ khỏi các mối đe dọa như tấn công mạng và thông tin sai lệch, đặc biệt là trong cuộc bầu cử. Theo tờ Politico, chiến lược mới đã nêu ra 4 lĩnh vực trọng tâm chính như thúc đẩy một hệ sinh thái kỹ thuật số an toàn trên toàn cầu duy trì các phương pháp tiếp cận công nghệ kỹ thuật số, tôn trọng quyền của các quốc gia đồng minh, xây dựng liên minh để chống lại các cuộc tấn công mạng độc hại và tăng cường khả năng phục hồi an ninh mạng của các quốc gia đối tác. Theo tờ Sputnik, chi phí qua biển đỏ đã tăng hơn 250% kể từ khi lực lượng dân quân Houthi phong tỏa một phần khu vực từ tháng 11 năm 2023. Các nhà môi giới tàu biển ước tính trọng tải thương mại đi qua Vinh Aden đã giảm hơn 60% kể từ cuối tháng 11 năm ngoái đến nay, trong đó một số hàng hóa như khí thiên nhiên hóa lỏng LNG giảm xuống còn không. Tờ Foreign Policy của Mỹ cho hay, trong bối cảnh Mỹ và Anh chưa thể ngăn chặn hầu thi tấn công các tàu hàng, thì tàu quân sự của các nước ủng hộ Israel tại Biển Đỏ và Biển Ả Rập cũng như các chủ hàng thương mại phương Tây ngày càng coi tuyến đường biển phía Bắc NSR của Nga như một giải pháp thay thế tiềm năng hấp dẫn. Forage Policy bình luận, chi phí tăng cao cùng với nỗi lo bị máy bay không người lái UAV và tên lửa của Houthi tấn công đã khiến một số chủ hàng cân nhắc các tuyến đường biển khác, trong đó NSR là lựa chọn hàng đầu. Trong khi đó, vừa qua, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công một tàu sân bay, tàu khu trục của Mỹ cùng một số tàu khác ở Biển Đỏ. Người phát ngôn của nhóm vũ trang Houthi, Yahya Sare, nói rằng lực lượng hải quân, các đơn vị tên lửa và UAV của Houthi đã tiến hành 6 hoạt động cũng theo ông hầu Houthi đã tấn công các tàu ở Biển Đỏ, Biển Ả Rập và Ấn Độ Dương thuộc về những công ty đã vi phạm quyết định cấm đi qua các cảng của Israel. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2023, Houthi tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ tàu nào liên quan đến Israel cho đến khi chính quyền Tel Aviv dừng hoạt động quân sự ở giải Gaza. Do lo ngại về nguy cơ bị Houthi tấn công, một số công ty vận tải biển đã dừng vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ. Theo tờ Forage Policy, NSR của Nga dài khoảng 5.600 km là tuyến đường hàng hải ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á và có thể rút ngắn tới 8.000 km và tiết kiệm 40-60% tổng thời gian di chuyển của các chuyến hàng đi các tuyến đường truyền thống Âu Á qua các vùng biển hiện đang gặp khó khăn ở Trung Đông. Tờ báo Mỹ giải thích thêm khả năng cắt giảm 8.000 km khỏi hành trình của một con tàu có nghĩa là thời gian di chuyển nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên, tạp chí cũng đề cập đến nhược điểm của tuyến đường thay thế này là 70% Bắc Cực, bao gồm gần như toàn bộ chiều dài phân Bắc Cực của tuyến đường đi qua vùng biển Nga. Các tàu muốn sử dụng tuyến đường này phải được sự cho phép của Nga và phải trả phí quá cảnh. Với mối quan hệ hiện tại giữa nhiều nước phương Tây và Nga trong bối cảnh giao tranh Ukraine, điều đó đặt ra một thách thức rõ ràng. Trong những năm gần đây, Nga đã tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng vào tuyến đường hàng hải then chốt, bao gồm chi hàng tỷ đô la Mỹ vào 16 cảng nước sâu và 14 đường bay, cơ sở hạ tầng phòng không và tìm kiếm cứu nạn trong khu vực, cơ sở hạ tầng liên lạc internet thông qua các vệ tinh mới, phát triển một đội tàu phá băng hạng nặng, vân vân. Ngày mùng 2 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Joab Galan nói rằng Israel sẽ không chấp nhận việc phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas tiếp tục kiểm soát giải Gaza và Israel đang xem xét các lựa chọn thay thế Hamas, theo hãng tin Reuters cho biết. Ông Galan nói, trong lúc chúng tôi tiếp tục các hoạt động quân sự quan trọng ở Gaza, cơ quan quốc phòng Israel đang đánh giá một giải pháp quản lý thay thế Hamas. Cũng theo vị bộ trưởng, Israel sẽ cô lập các khu vực ở Gaza để loại bỏ các thành viên Hamas và giới thiệu các lực lượng có thể thay thế Hamas. Ông Galan không nêu chi tiết về các lựa chọn thay thế có thể. Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói thêm, chúng tôi sẽ không chấp nhận sự cầm quyền của Hamas ở Gaza ở bất kỳ giai đoạn nào, trong bất kỳ quá trình nào nhằm chấm dứt chiến tranh. Theo Reuters, Hamas quản lý giải Gaza từ năm 2007, một năm sau khi nhóm này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội và sau cuộc nội chiến ngắn ngủi giữa Hamas với lực lượng an ninh từ chính quyền Palestine. Trong một diễn biến liên quan, nội các thời chiến của Israel vừa qua họp bàn thỏa thuận ngừng bắn, trao trả con tin được Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc đẩy cho xung đột Israel-Hamas. Ông Ophir Falk, trợ lý của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nói rằng Israel chấp nhận thỏa thuận này nhưng lưu ý thỏa thuận còn nhiều thiếu sót. Theo RT, vào ngày mùng 2 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra bình luận về tình hình giải Gaza trong khuôn khổ diễn đàn đối thoại Shangri-La 2024. Ông Zelensky cho biết, tôi đồng ý rằng Israel có quyền tự vệ trước những hành vi của Hamas. Tuy vậy, đã có một cuộc khủng hoảng nhân đạo xảy ra khi Tel Aviv tiến quân vào giải Gaza. Chúng ta phải tôn trọng luật pháp quốc tế, Ukraine sẽ công nhận hai nhà nước Israel và Palestine. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để Tel Aviv dừng lại, nhằm kết thúc xung đột và không có thêm dân thường bị tổn thương. Cũng theo tổng thống Zelensky, Ukraine sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng quốc tế vận chuyển hàng cứu trợ tới giải Gaza. Theo RT, hồi năm 2023, ông Zelensky từng lên tiếng phàn nàn vì cuộc xung đột ở Gaza đã khiến cộng đồng quốc tế mất tập trung vào những gì đang xảy ra ở Ukraine ông Zelensky nói sau khi cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Ukraine không đạt được thành công rằng chúng ta có thể thấy rõ hậu quả khi phương Tây dồn sự chú ý vào Trung Đông. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel và là người đứng đầu đảng Osma Yehudit, ông Itamar ben Gvir mới đây đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin vừa được đề xuất. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Israel đã đưa ra lộ trình hướng tới lệnh ngừng bắn toàn diện ở giải Gaza để đổi lấy việc trả tự do cho các con tin. Đề xuất gồm 3 giai đoạn, bắt đầu với lệnh ngừng bắn đầy đủ và toàn diện, kéo dài 6 tuần. Trong giai đoạn thứ hai, Hamas và Israel sẽ đàm phán các điều khoản nhằm chấm dứt vĩnh viễn tình trạng thù địch. Giai đoạn thứ ba sẽ bao gồm kế hoạch tái thiết lớn dành cho Gaza. Trước đề xuất này, ông Ben gurvia cùng với đồng minh của mình là Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng chính phủ của ông sẽ sụp đổ nếu chấp nhận thỏa thuận trên. Ông Ben Gurion nhấn mạnh chi tiết thỏa thuận đồng nghĩa là chấm dứt xung đột và từ bỏ việc đẩy lùi Hamas, cho rằng điều này đặt ra nguy cơ an ninh cho nhà nước Israel. Quan chức này cũng đánh giá đây không phải là một chiến thắng hoàn toàn như ông Netanyahu từng nhiều lần cam kết và đảng Osma Yahudit sẽ không cho phép xung đột kết thúc theo cách này. Trong khi đó, thủ lĩnh phe đối lập Yair Lapid chỉ trích phát biểu của ông Smotrich và Ben Govier là từ bỏ an ninh quốc gia, các con tin cũng như cư dân miền Bắc và miền Nam của Israel. Cùng ngày, ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, hoàng tử Faisal bin Fahad, đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, Anthony Blinken, thảo luận về tình hình ở Gaza và các giai đoạn của thỏa thuận ngừng bắn do tổng thống Biden công bố trước đó. Trong cuộc điện đàm, hoàng tử Faisal bin Fahad bày tỏ sự ủng hộ của Ả Rập Xê Út đối với mọi nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, việc rút hoàn toàn lực lượng chiếm đóng của Israel, cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho dân thường bị ảnh hưởng vì xung đột gia tăng cũng như sự trở về an toàn của những người dân phải sơ tán vì xung đột. Ngoại trưởng Ả Rập Xê cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết nghiêm túc bất kỳ đề xuất nào nhằm đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và chấm dứt sự đau khổ của người dân Palestine ở Gaza. Trong diễn biến khác, Chile cũng đã thông báo tham gia vụ kiện của Nam Phi tại Tòa án Công lý Quốc tế ICJ nhằm vào kế hoạch quân sự của Israel ở Gaza. Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Chile Gabriel Boric đã đề cập đến tình trạng thảm kịch nhân đạo ở Gaza và kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng cứng rắn. Nhà lãnh đạo này mô tả xung đột ở Gaza là không có lý do chính đáng và không thể chấp nhận được. Chi lê công nhận nhà nước Palestine là quốc gia độc lập năm 2011. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.